Kính chào chị, trong chương trình chứng khoán Hận Phạm Stock, thị trường kết thúc phiên trong một trạng thái giảm điểm rất sâu và thị trường chỉ cần mất đúng 15 phút cuối phiên để làm cái đó. Và chắc phải lâu lắm rồi thì anh chị em cho mới chứng kiến một cái phiên mà thị trường chúng ta có nhiều cái mã cổ phiếu nằm sàn như vậy. Bản thân em cũng rất là bất ngờ với vận động thị trường sau phiên ngày hôm nay, bởi vì ở phiên dịch của em thứ 6 tuần trước, chúng ta nhìn thấy được cái tín hiệu rất là tích cực đến từ cả thị trường chung cũng như là từng cái lớp cổ phiếu rồi. Tất nhiên là với cái phiên giảm điểm bất ngờ như vậy thì anh chị em chúng ta sẽ đi tìm cái lý do tại vì sao. Nhưng em thấy cái điều đó không thực sự là quan trọng. Cái quan trọng nhất là hiện tại anh chị em đã nhìn vào cái danh mục mình, nhìn vào cái dữ liệu thị trường sẽ cung cấp cho anh chị em ta trong những cái phiên dịch tới, và chúng ta sẽ đưa ra cái hướng xử lý phù hợp nhất anh chị ạ. Em biết là anh chị em đang cầm cổ phiếu, đặc biệt là anh chị em chúng ta đang cầm tỷ trọng cao, chúng ta sẽ gặp phải trạng thái tâm lý chúng ta phải dùng từ là sốc sau phiên giao dịch ngày hôm nay, vì có thể những khoản lãi của anh chị em chúng ta đã biến mất, thậm chí chúng ta đã chuyển từ khoản lãi sang những khoản lỗ và chúng ta có nguy cơ bị kẹt những cái mã cổ phiếu của mình. Hiện tại sẽ có những sự lo lắng và chúng ta không biết nên xử lý ra sao trong phiên giao dịch của ngày mai và đang tìm hướng xử lý, thì trong video ngày hôm nay em hy vọng là những cái góc nhìn của em sẽ giúp cho anh chị em chúng ta sẽ có những hành động phù hợp trong những cái phiên dịch tới anh chị nhé. Còn trong cái phiên giảm điểm thị trường ngày hôm nay như vậy, khi thị trường nó mất đi cái ngưỡng hỗ trợ ở vùng giá 1230 điểm ở đây, tức là cái vị thế trung hạn có thể cũng sẽ đã gặp những cái trạng thái là xấu rồi, thì em có báo chị trong cái zoom khách hàng của em là đưa ra hướng xử lý đó chính là hạn ít nhất là 1/2 tỷ trọng đối với những cái mã cổ phiếu mà có thể bán trong giao dịch ngày hôm nay anh chị nhá. Còn mua mới thì em không báo chị mua bất kỳ cái mã cổ phiếu nào, bởi vì thị trường ngày hôm nay nó cũng không cung cấp cho chúng ta những cái điểm mua đẹp. Và chúng ta mua thì chúng ta chỉ mua phiên dịch ngày hôm thứ 6 thì may ra chúng ta mới đủ tê thôi anh chị ạ. Đấy, thì trong cái bản tin chiều ấy, thì khi mà em thấy thị trường bắt đầu có những vận động nó không được sự tốt, thì có cái mã cổ phiếu của FTS em có anh chị mua trong những cái phiên giờ trước, thì cái thời điểm đó nó cũng có giảm về vùng giá khoảng 60.5 đây thôi. Đấy, thời điểm đó là khoảng 2:15 thì em có báo anh chị trong cái zoom của em là bán hết những cái phần có sẵn. Sau đó thì em bảo là thị trường hiện tại nó đang có những cái trạng thái giảm điểm và bắt đầu xuất hiện những cái mã cổ phiếu giảm sàn, thì anh chị sẽ hạ ít nhất là 50% tỷ trọng anh chị ạ. Đấy, và thị trường mở biên như vậy rủi ro cao đấy, thì anh chị em sẽ hạn chế mua những cái mã cổ phiếu chứ. Thì cả những cái mã cổ phiếu như SSS thì ngày hôm nay nó cũng đã rơi về vùng giá vốn của em là vùng giá khoảng 19.1 đấy, thì em tạm thời sẽ bán 1/2 vùng giá đó. Thì mã cổ phiếu SSS ngày hôm nay nó cũng giảm mất là 8,65% anh chị đến kinh ạ. Đấy, tức là từ một cái khoản lãi của em mà bây giờ giảm đúng về vùng giá vốn thì em cũng sẽ hạ bớt. Khi mà nói về vùng giá vốn rồi, em sẽ đợi quá trình là cân bằng trở lại. Đấy, khi mà thị trường của chúng ta nó mất đi cái ngưỡng hỗ trợ vùng giá 1230 điểm rồi, thì chúng ta sẽ phải xử lý theo đúng cái hệ thống của mình, là chúng ta sẽ phải hạ bớt những cái mã cổ phiếu ra chứ. Chứ chúng ta không phải nhất là chúng ta phải cầm đến cùng. Đấy, một là hòa vốn, hai là thị trường mất đi những vùng hỗ trợ ngắn hạn. Đấy, thì chúng ta sẽ phải đưa ra cái xử lý như vậy, thì em báo ở thời điểm đó anh chị ạ. Đấy, chị em ta sẽ xử lý bớt những cái danh mục của mình. Còn để đến cuối phiên nó cũng nằm sàn tương đối thì nó sẽ khó hơn anh chị ạ. Nhá chị nhá. Đấy, và còn tất nhiên là cũng có một số cái mã cổ phiếu mà em báo chị trong cái dùng của em là mua gia tăng ở ngày hôm thứ 6, và chủ đạo đó là dòng cổ phiếu của chứng khoán anh chị nhá. Chủ đạo chị biết được đó là những cái mã cổ phiếu của chứng khoán, thì cơ bản ngày hôm nay chị biết được là thị trường của chúng ta nó giảm điểm như vậy thì gần như các cái mã cổ phiếu không thể tránh được một trạng thái là giảm sâu hay là làm sàn, và các cái mã cổ phiếu chứng khoán nó cũng nằm trong cái số đó. Nhưng em thấy được cái dòng chứng khoán ngày hôm nay mặc dù nó giảm như vậy, em vẫn nhìn thấy cái tín hiệu tích cực khi mà dòng này nó giảm, nó vẫn giữ được cái vùng nền tảng giá cũng như là cái khối lượng bán ra của dòng này nó không quá là cao. Thì em hy vọng là trong những phiên tới khi thị trường hồi phục thì đây là nhóm ngành có thể sẽ hồi phục tốt nhất để chúng ta sẽ cơ cấu ở những vùng giá tốt nhất anh chị nhá. Đấy, chị có thể nhìn thấy những cái mã cổ phiếu như CTS ngày hôm nay thì nó có giảm cái vùng rất là cao đấy, nhưng nó có một cái điều là nó vẫn đang giữ được cái vùng nền tảng giá ở đây, nó cũng chưa thực sự là xấu chứ. Anh cái mã cổ phiếu như AGR ngày hôm nay nó cũng giảm điểm như vậy, tất nhiên là nó có giảm với vốn cao, nhưng mà chúng ta sẽ đợi xem ngày mai phản ứng ở vùng giá 20 nó sẽ sao. Những cái mã cổ phiếu như con MBS đây chị em ta có thể thấy được nó vẫn đang test lại vùng đáy trước đó vùng giá khoảng 27.5 27.6 đây thôi chị ạ. Đấy, thì dòng chứng khoán em thấy được mặc dù nó giảm đấy, nhưng cái vốn của nó bán thì cũng không phải là bán tháo, và chúng ta vẫn có kỳ vọng trong những cái phiên giao dịch tới khi thị trường có một trạng thái là hồi phục anh chị nhá. Tất nhiên là không phải là vì như vậy mà chúng ta sẽ gì kệ nó, chúng ta sẽ xử lý, chúng ta sẽ tìm kiếm ra những vùng giá hấp vùng giá mà tốt nhất đấy, thì em cũng sẽ quan sát để em đưa cho anh chị em chúng ta. Đấy, thì làm sao em và anh chị em sẽ cùng nhau cố gắng để đồng hành cùng nhau anh chị, kể cả lúc thị trường nó khó khăn hiện tại hay những cái lúc mà chúng ta chiến thắng cho có những cái mã cổ phiếu tốt, để chúng ta đi qua được các cái chu kỳ thị trường để chúng ta sẽ có quá trình đầu tư bền vững nhất anh chị nhá. Anh chị yên tâm như vậy, cái anh chị đang xem kênh của em đấy, thì em cũng sẽ đưa ra những hướng xử lý tốt nhất cho anh chị em chúng ta trong những cái phiên dịch tới. Thế anh chị em ta mà chưa biết xử lý ra sao thì anh chị có thể tham gia vào zoom cộng đồng của em cũng được. Thì cái zoom cộng đồng em có để bên dưới cái phần bình luận của video đây chị, cũng như là em để phần mô tả video đấy. Thế anh chị em chúng ta tham gia vào hai cái link đây, thì anh chị nhập mật khẩu 12456 cho em. Thì trong đó nếu trong những phiên tới thị trường nó có hồi phục lên vùng giá bao nhiêu mà em thấy ok thì em sẽ báo anh chị em ta để anh chị đưa ra những hướng xử lý tốt nhất anh chị nhá. Có anh chị em chúng ta và có thể tham gia với zoom khách hàng của em, nếu anh chị cảm thấy cái phương pháp đầu tư của em và anh chị em ta phù hợp với nhau, anh chị có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc là TCBS, anh chị nghe đây của em
thì trong đó cũng sẽ chia sẻ với anh chị em ta những cái tín hiệu tốt, hoặc là khi thị trường có tín hiệu xấu chẳng hạn thì cũng sẽ báo với anh chị em ta kịp thời, anh chị em ta đưa ra được xử lý chị nhá. Và anh chị em ta nhớ ủng hộ em, rất mong anh chị ủng hộ em, dù ngày hôm nay thị trường nó có xấu thật đấy thì cũng mong anh chị em ta có thể like video cũng như đăng ký kênh nếu chị biết đến kênh của em để ủng hộ cho những cái chia sẻ của em anh chị nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để đi vào phân tích chi tiết trên góc nhìn đồ thị kỹ thuật sau phiên giao dịch của ngày hôm nay. Em biết là chị, em hiểu bản thân em cũng như anh chị em ta thôi, ngày hôm nay cái khoản lãi của em bay đi rất là nhiều anh chị nhá, bay đi rất là nhiều với khoản lãi của em đấy, và em cũng hạ cái tỷ trọng cổ phiếu em trên 50% ra để em sẽ đợi thị trường cũng trạng thái cân bằng, em có sâu cái danh mục của em trong cái dung khách hàng của em anh chị nhá. Cái khoản lỗ của em ấy, cái khoản lãi của em bị bay đi anh chị nhá, tất nhiên là cái danh mục của em thì nó không đến mức là bị mất lãi nhưng nó cũng bay đi gần một tỷ chị, nó không ít đâu chị nhá. Đấy, em biết là anh chị em ta cũng sẽ rất là buồn, anh chị em ta cầm cổ phiếu chắc chắn là chúng ta sẽ không vui được bởi vì các cái mã cổ phiếu giảm như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ phải đối diện với những cái điều đó để chúng ta đưa ra hướng xử lý tốt nhất anh chị ạ. Đấy, còn cái danh mục của em ngày hôm nay thì nó giảm nhưng mà nó chỉ mất lãi thôi đấy, thì trong những phiên tới em sẽ đưa ra hướng xử lý kể anh chị đang cầm những cái mã cổ phiếu nó không thực sự là tốt như thế nhá. Bây giờ chị nhìn lên cái chỉ số VN-Index ngày hôm nay, chị có thể thấy được thị trường ngày hôm nay của chúng ta nó giảm 60 điểm anh chị ạ. Thị trường ngày hôm nay có một trạng thái giảm rất là mạnh 60 điểm, tương giảm 4,7%. Đấy, phần thị trường của chúng ta nó mất đi cái ngưỡng hỗ trợ ngày hôm nay vùng giá 1230 điểm rồi anh chị ạ. Thị trường đóng cái mốc 1216.61 điểm ở đây anh chị nhá. Và chỉ cần một cái phiên giảm điểm này thị trường chúng ta thôi, nó lấy đi công sức của thị trường chúng ta tăng từ thời điểm tháng 2 đến bây giờ, tức là chỉ một phiên giảm điểm nó bằng 2 tháng thị trường chúng ta cố gắng trong một trạng thái là giảm. Tất nhiên là với một trạng thái giảm điểm nhanh như vậy thì theo đánh giá nó đơn giản hơn, nó cũng là cần thiết hơn là cái trạng thái thị trường cho nó cứ bào từng phần vào từng phần của anh chị em ta trong những phiên trước của anh chị, tức là nó cứ giảm mạnh một phiên, sau đó nếu thị trường nó thực sự là một phiên rút bỏ cân bằng đi lên thì là nhanh nhất. Còn thị trường của chúng ta cứ giảm theo kiểu bò tùng xẻo, mỗi ngày giảm một chút thì có khi là anh chị em ta còn cảm thấy mệt mỏi hơn nhá. Thì về phiên giao dịch của ngày hôm nay chị thấy được là thị trường của chúng ta đã có một phiên giảm điểm mạnh đóng thấp nhất, và đây chúng ta sẽ coi là một phiên gì, mở biên của thị trường chúng ta chị nhá, một phiên mở biên. Và sau phiên thị trường mở biên ra thì xu hướng trong ngắn hạn của thị trường của chúng ta nó sẽ có mức độ rủi ro cao hơn và nó sẽ suy yếu hơn với cái đà tăng, tức là khi thị trường của chúng ta nó có một trạng thái mở biên như ngày hôm nay với cái khối lượng cao như vậy thì nó sẽ mất cái quá trình để cân bằng trở lại, để hấp thụ những cái lực cung ở phần giá bên trên trước khi chúng ta kỳ vọng thị trường có thể trở lại xuống tăng được chị nhá. Ít nhất thị trường sẽ cần đâu đó từ khoảng 2 đến 3 tuần mới có thể là kỳ vọng cân bằng được trở lại trong một điều kiện tích cực nhất anh chị ạ. Nên giai đoạn này thì anh chị em chúng ta đang có ý định để mua mới vào thì theo em là anh chị em chúng ta sẽ hạn chế mua chị ạ. Theo cái quan điểm theo cú pháp của em ấy là khi thị trường chưa cân bằng thì anh chị em chúng ta sẽ hạn chế mua cho em, không nên bắt đáy những cái mã cổ phiếu chị em, không nên bắt đáy em gì cả, không nên mua trung bình giá. Nếu như chúng ta bị kẹt những cái mã cổ phiếu bên trên thì chúng ta cứ đợi hồi lên chúng ta sẽ bán ra và đợi khi thị trường cân bằng anh chị quay lại, chứ chúng ta đừng dùng cái phương pháp là mua trung bình giá để anh chị em ta sẽ mua cổ phiếu vào. Với bởi vì anh chị em ta thấy được là có nhiều trường hợp thị trường của chúng ta nếu như đây là một nhịp rơi thực sự thì nó sẽ giảm tiếp và chúng ta sẽ không biết đáy đâu. Và nếu như như năm ngoái chị nhá, khi thị trường của chúng ta nó có những cái phiên giảm đấy, nó có những cái phiên giảm mở biên ra chẳng hạn đấy, nó mở biên ra giảm xuống bên dưới thì nó cứ rơi một dọa nữa, và nếu chúng ta bắt đáy quá là sớm ở đây, chúng ta trung bình giá quá thì chúng ta sẽ bị kẹt vốn của mình vào đấy. Thì làm sao anh chị em ta cứ tạm thời giúp em nhé, anh chị em ta sẽ chưa cần mua trung bình giá làm gì vội, không nên bắt đáy cổ phiếu bìa đợi nó có hồi lên bên trên mà anh chị em ta cầm những cái mã cổ phiếu ở bên trên cao để anh chị em ta sẽ canh cơ cấu ra cho em. Đấy thì vùng giá cơ cấu bao nhiêu thì về chúng ta sẽ đánh giá chi tiết hơn. Nhưng anh chị chú cho em nhé, nếu như thị trường của chúng ta kể cả có đây là một nhịp rút đi, một nhịp rút bỏ thôi đấy, trước khi thị trường bước vào một nhịp sóng tăng chạy rút ở phía sau thì thị trường của chúng ta nó cũng sẽ có một quá trình là cân bằng đấy. Kể thị trường của chúng ta có ngày mai có hồi lên bên trên đây thì nó sẽ gì, nó sẽ có quá trình test trở lại, test xong thì chúng ta mới kỳ vọng nó tăng được lên bên trên, chứ nó không thể tăng theo chữ V lên bên trên là ngày mai hồi sau đó nó sẽ kéo một mạch lên bên trên được anh chị nhá. Đấy thì anh chị em ta hãy chú trọng về điều như vậy, là thị trường hiện tại nó có làm phiên rút bỏ chăng nữa nó cũng sẽ cần một quá trình là cân bằng trở lại đã thì trước khi đi lên, và ở đây nó vẫn có khả năng là quá trình là rút bỏ chị em, bởi vì thị trường đã có lần thứ nhất này, lần thứ hai này, và đây là lần thứ ba. Lần thứ ba thường sẽ là cái lần mà anh chị em ta biết được nếu thị trường rút mạnh nó sẽ rút thủng hết để rút bỏ lần cuối trước khi thị trường bước vào sóng nhá. Trước đây thị trường chúng ta đã từng làm câu chuyện như vậy rồi, anh chị hãy nhìn lại lịch sử anh chị đã thấy được nhá. Đấy, khi thị trường của chúng ta có quá trình là đi lên này, nó sẽ có đáy nhất này anh chị này. Đấy, đáy thứ hai này và đáy thứ ba này. Đấy, thông thường sẽ có cái đáy nó sẽ giảm rất là mạnh đây đấy, và nó sẽ thường sẽ thủng đi những cái vùng hỗ trợ và sau đó phiên sau bắt đầu hồi phục. Nhưng hồi lên chị có thể thấy không ạ, có hồi lên bên trên nó sẽ là test này, test xong thì nó mới có trình là tăng, tức là thị trường không thể nào mà tăng ngay lên bên trên được anh chị nhá, mà nó sẽ có những cái cú rũ rất là mạnh. Nó giống như anh chị khi trường có đáy thứ nhất này,
có lần thứ hai và có lần thứ ba, thì thông thường ở lần thứ ba sẽ bị rũ mất đi cái vùng hỗ trợ này, nó sẽ rũ thủng đi anh chị nhá, nó có thể rút chân hay lên chị nhá, một này hai này, lần thứ ba này, anh chị ạ, nó sẽ thường có một trạng thái là sẽ rũ và thủng đi những vùng hỗ trợ và sau nó sẽ cân bằng và sẽ có trình test và nó mới tiếp tục tăng lên. Đấy thì thị trường của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng chưa biết được đây là một phiên rũ bỏ thị trường hay là một phiên sẽ kết thúc cái xu hướng tăng, nhưng với một trạng thái bảo biên như vậy thì anh chị em chúng ta sẽ tạm thời là chưa mua mới, đợi quá trình cân bằng lại cho em anh chị nhá. Đấy còn trong ngắn hạn nhất, còn trong ngắn hạn nhất là thị trường của chúng ta nó sẽ có khả năng phục hồi anh chị ạ, tức là trong phiên dịch của ngày mai có thể thị trường nó sẽ có những cái sự phục hồi, bởi vì sau những cái phiên thị trường mở biên giảm mạnh thì nó sẽ có xác suất là sẽ hồi phục trở lại anh chị nhá. Đấy cả những cái đoạn đây thị trường của chúng ta nó có những cái phiên mở biên rất là mạnh đúng không ạ, thì sau đó nó sẽ có một phiên là hồi phục trở lại anh chị ạ, nó sẽ có một trạng thái hồi phục trở lại, nhưng hồi nó sẽ phải có quá trình test lại nhá. Hay trước đây chúng ta sẽ nhìn chung giúp em ấy, trong quá trình thị trường đi lên bao giờ nó có những cái phiên mở biên ra giảm ấy, thì nó sẽ có cái xu hướng là sẽ có những cái quá trình đi và nó có những phiên hồi anh chị nhá. Hay cả giai đoạn ngày xưa anh chị có thể thấy được từ những cái chu kỳ trước đâu, khi thị trường của chúng ta nó có những cái phiên giảm sâu xuống anh chị, đây chẳng hạn như đây chị, nó có những phiên giảm rất là sâu xuống bên dưới thì sau đó nó sẽ có những cái phiên là phục hồi trở lại anh chị ạ, nó sẽ có những phiên phục hồi đấy. Hay những cái phiên đây đâu, khi thị trường của chúng ta có những cái phiên giảm rất là mạnh thì nó sẽ có trạng thái là phục hồi lại, sau khi phục hồi xong nó mới test lại, test fail nó sẽ rơi tiếp đấy, không test fail nó có thể sẽ tiếp tục quá trình là tăng điểm anh chị nhá. Đấy thì về thị trường của chúng ta hiện tại anh chị có thể nhìn thấy được nó đang trong một cái đà rơi, đang trong một cái đà rơi thì thị trường với một cái biên mở biên như vậy và nó đang chạm về những vùng hỗ trợ trước đó thì có thể thị trường của chúng ta ngày mai nó sẽ có những trạng thái là phục hồi trở lại. Nhưng phục hồi trở lại chị nhớ cho em, không phải là anh chị em ta sẽ mua vào mà phục hồi trở lại để cho anh chị em cho sẽ bán những cái mã cổ phiếu mình ra. Và có thường thường nhá chị nhá, thường thị trường sẽ có những hai cái trường hợp như sau. Một là thị trường ngày mai sẽ mở gap giảm ngay đầu phiên, và nếu như thị trường của chúng ta ngày mai mở gap giảm mạnh ngay đầu phiên thì anh chị em chúng ta sẽ không nên bán đuổi theo, và sau đó chị đợi cho em một quá trình thị trường quay trở lại và lấp gap cho em. Bởi vì thông thường ấy, khi thị trường nó có một phiên giảm điểm như vậy mà ngày mai mở gap tiếp ấy, thì sau đó nó sẽ có xác suất là sẽ quay trở lại và sẽ rút chân để hồi phục, thì anh chị em ta đợi cái nhịp phục hồi trong phiên để anh chị em chúng ta sẽ bán ra cho em. Hoặc trường hợp thứ hai, thị trường ngày mai nó không giảm mạnh đầu phiên mà nó lại tăng điểm ngay đầu phiên nhá, mà nó lại mở gap tăng điểm ngay đầu phiên, thì anh chị em chúng ta cũng nên bán những cái mã cổ phiếu mình ra, đặc biệt là những cái mã cổ phiếu anh chị em chúng ta bị kẹt hàng trước đó, chúng ta vi phạm những điểm bán rồi, thì anh chị em chúng ta nên bán những cái mã cổ phiếu ra. Anh chị em ta không nên để cái khoảng lỗ của mình quá sâu, anh chị hiểu chưa? Đấy, nó cứ hồi lên thì chúng ta sẽ bán ra, ít nhất nó sẽ hơn giá ngày hôm nay rồi. Ví dụ như cái mã cổ phiếu như con HCM, FTS, AGR, PDR, DBC này, DXG này, tức là ngày mai nếu như nó bật tăng lên đầu phiên xanh ấy, thì chúng ta sẽ bán bớt những cái mã cổ phiếu ra, và sau này thì chắc chắn nó sẽ có một quá trình cân bằng, và nó có cân bằng thành công hay không thì khi đó anh chị em ta mới quay trở lại được thôi. Còn trước mắt là chúng ta sẽ hồi, chúng ta sẽ hạ bớt những cái mã cổ phiếu nếu như vì thế anh chị em ta đã bị vi phạm rồi, hoặc nó rơi về những vùng giá vốn của anh chị em ta rồi, thì chúng ta cũng nên bán những cái mã cổ phiếu đó ra anh chị nhá. Còn đối với anh chị em chúng ta đang cầm những cái mã cổ phiếu mà có vị thế tốt rồi, đệm lãi của anh chị em ta sau phiên ngày hôm nay có thể nó vẫn ở mức 15-20%, thì anh chị em có thể là chấp nhận để cầm thêm một đoạn nữa, hoặc là anh chị em ta sẽ hạ bớt cái quy mô ra. Ví dụ anh chị đang cầm 10.000 cổ phiếu thì chị có thể bán 3.000 cổ phiếu ra, anh chị cầm 7.000 cổ phiếu chị đợi quan sát thêm. Bởi vì thị trường chúng ta sau phiên ngày hôm nay tạm thời nhé, tạm thời nó mất đi cái hỗ trợ mang tính theo đánh giá là mang tính trung hạn đấy, là vùng giá khoảng 1.230 điểm đây rồi. Đấy thì khi mất cái vùng giá đó thì chúng ta chưa biết nó cân bằng ngay ra sao, thì chúng ta cứ hạ bớt kể cả vị thế trung hạn ra nhé. Đấy thì anh chị hãy lưu ý cho em về kịch bản thị trường sau phiên ngày hôm nay nó sẽ là như vậy, và cái cách hành động của anh chị em ta nhé. Ngày mai mở gap thì anh chị em ta mở gap giảm ấy thì chúng ta không cần bán, đợi quá trình nó lấp gap trở lại trong phiên. Hai là thị trường của chúng ta nếu như nó có mở gap tăng đầu phiên ấy, mở gap tăng xanh ấy, thì chúng ta bán và chúng ta tuyệt đối không mua đối với thị trường này anh chị nhé. Hãy nhớ cho em, thị trường này chúng ta sẽ tuyệt đối không mua và đợi quá trình cân bằng lại cho em. Bởi vì anh chị em ta có mua ấy, thì T cộng anh chị em ta có ăn, nhưng nó không ăn được nhiều đâu, bởi vì thị trường nó giảm mở biên như vậy ấy, thì khi hàng của cây này về nó sẽ giảm tiếp và chúng ta mua ấy, có thể chúng ta sẽ không kịp T và chúng ta sẽ có những rủi ro. Đấy thì anh chị em ra làm sao cầm tỷ trọng cổ phiếu cao thì chị phải hạ bớt cho bớt áp lực tài khoản, bởi chúng ta không biết được là sau phiên ngày hôm nay thị trường sẽ ra sao. Nhớ may nha chị nhá, nhớ may thị trường nó bước vào nhịp giảm như vậy ở đây thì chúng ta sẽ phải làm sao, thì chúng ta sẽ rất là mệt mỏi anh chị. Đấy chị đeo cái kênh chen xuống ngày nay thị trường cho nó bị phá vỡ rồi. Đấy thì anh chị hãy lưu ý cho em nhá. Đấy còn sau này nó cân bằng được nhá, sau này thị trường cân bằng được trở lại nên chúng ta có thể quay trở lại thị trường rất là bình thường. Chẳng thị trường của chúng ta nó sẽ có một ngày mai có hồi lên bên trên này, thì sau này nó sẽ test này, test xong nó là vòng cung lên thì chúng ta sẽ tham gia những điểm vòng cung đó, không muộn đâu chị ạ. Đấy nhưng quan trọng là chúng ta phải có vốn đã, chúng ta phải giữ được vốn đã, bởi vì chúng ta bây giờ không giữ được vốn nhá, chẳng may thị trường giảm sâu chúng ta bị kẹt vốn là rất là mệt. Đấy được chưa, bản thân em kể cả ngày hôm nay có những vị thế em cũng phải bán ra chị ạ, có những vị thế em đã phải bán ra, mặc dù
đó là những vị thế nó tốt, chẳng như mã cổ phiếu như SD. SD chưa em chia sẻ với anh chị em ta là 180k môn của SD, thì ngày hôm nay em cũng đã hạ bớt cơ số con cổ phiếu SD rồi, bởi vì cái quá trình giảm điểm nó chị, quá trình giảm điểm của nó ấy, thì nó giảm mất hỗ trợ thứ nhất nhé. Thứ hai là anh chị thấy được là cái quá trình tăng của nó em cầm từ dọn đây chị, đến hiện tại em sau khi ngày hôm nay thì còn lãi được đó khoảng 2-3% thôi, nó không nhiều, thì em muốn bán đi em cơ cấu xoay cân bằng thì em sẽ tham trở lại sau anh chị ạ. Đấy là về thị trường anh chị nhá, và cái hành động của anh chị em ta trong những phiên tới để anh chị em ta làm sao, anh chị em ta phải bình tĩnh, chúng ta đưa ra cái quyết định nó phù hợp đối với từng cái diễn biến của thị trường anh chị ạ. Đấy, sau khi ngày hôm nay thì chúng ta đều bay hết khoản lãi đấy, và chúng ta đang cảm thấy rất là tiếc nuối anh chị, có thể anh chị em ta đang nghĩ rằng là biết thế mình bán đi trong cái trước, bởi vì chúng ta cũng không biết được thị trường nó vận động một cái mức kinh khủng như vậy chị, thực sự của anh chị em ta nhá. Đấy thì ngày mai nhá chị nhá, ngày mai thì anh chị em ta sẽ xem xét thị trường là sao, nhưng em nghĩ thị trường sẽ có sự hồi phục. Còn bây giờ chúng ta sẽ đánh giá chi tiết về các cái nhóm cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay, xem chúng ta sẽ hành động ra sao chị nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cái nhóm ngành cổ phiếu mà đang mạnh nhất hiện tại, đó chính là nhóm ngành cổ phiếu của bank. Thì nhóm ngành cổ phiếu bank ngày hôm nay thì chúng ta sẽ check trạng thái của một số cái mã cổ phiếu mạnh xem ra sao nhá. Ví dụ như mã cổ phiếu như con TCB ngày hôm nay có một trạng thái là giảm 6,33%, thì với con cổ phiếu TCB với một trạng thái giảm như vậy, như cái vốn bán ngày hôm nay cổ phiếu TCB nó cũng không quá là cao, thì chúng ta có thể kỳ vọng nó sẽ hồi phục được trở lại trong những cái phiên dịch tới. Ngày hôm nay nó chỉ là một phiên test lại vùng hỗ trợ đó thôi anh chị nhá. Đấy, có thể sẽ hồi phục ngày mai sẽ tăng lên lại bên trên được. Đấy thì khi nó hồi phục như vậy thì hy vọng thị trường sẽ ổn định trở lại nhá. Nhưng mà mua thì chúng ta sẽ chưa mua chị ạ. STB thì ngày hôm nay giảm như vậy thì rất là xấu anh chị nhá. STB thì chúng ta biết được nó dính phốt ở bên trên này thì thôi chúng ta sẽ bỏ qua con này. Đấy, con cổ phiếu ACB thì ngày hôm nay nó cũng đang phiên test trở lại đáy thôi chị nhá. ACB ngày hôm nay nó là phiên test trở lại đáy thôi. Nếu như con cổ phiếu ACB ngày mai nó vẫn giữ được trên vùng giá 26.5 đây, thế anh chị em ta có thể tiếp tục nắm giữ và sau chúng ta sẽ kỳ vọng nó hồi lên bên trên nhá. Đấy thì ACB hiện tại cũng chưa hẳn là xấu, ngày hôm nay chỉ test lại vùng đáy trước đó vùng giá 26.5 thôi, nó vẫn giữ được thì vẫn sẽ là ok được chưa. Hay con cổ phiếu MBB thì ngày hôm nay chỉ thấy được nó là cổ phiếu test trở lại đáy nhưng với một cái vol test tương đối là cao đây. Đấy thì nó sẽ mất một thời gian để cân bằng trở lại. Thì đối với mắt cổ phiếu con MBB thì anh chị có thể thấy được là nó đang có cái vùng hỗ trợ vùng giá khoảng 22.8 đây. Đấy thì ngày hôm nay nó test trở lại vùng đáy đó và nó có một trạng thái rút chân, thì hy vọng ngày mai con cổ phiếu con MBB nó sẽ có thể là hồi phục, bắt đầu có thể giảm xuống nhưng mà sau đó bắt đầu hồi phục trở lại là ok nhá. Thì hy vọng thị trường sẽ cân bằng được. Đấy ngày hôm nay nhóm ngành cổ phiếu bank nhưng con những cái mã cổ phiếu khỏe nó chỉ là test lại vùng đáy trước đó thôi. Hai mã cổ phiếu CTG nó đang test trở lại vùng đáy trước đó là vùng giá khoảng 33 ở đây. Đấy chúng ta có thể thấy được là mấy con cổ phiếu bank khỏe thì ngày hôm nay nó có phiên là test trở lại đáy. Nhưng cái khối lượng bán ngày hôm nay của nhóm ngành bank nó cũng khá là cao, thì nó sẽ cần một quá trình, nó sẽ quá trình là cân bằng trở lại chị nhá. Đấy chị em có thể nhìn thấy được là đến nhóm ngành cổ phiếu bank ngày hôm nay, những cái mã cổ phiếu như con TCB nó giảm 6,33%, CTG nó giảm 6,82%, thì anh chị em ta nghĩ là những cái dòng cổ phiếu midcap làm sao tránh được vào kê sàn đúng không chị? Bởi vì đến những cái mã cổ phiếu mạnh nhất, cổ phiếu mà nó mang tính là di chuyển chậm chạp, đấy tăng giảm nó không quá là sốc, nhưng đến ngày hôm nay nó còn giảm sàn như vậy thì thị trường nó không thể tránh được một cái phiên như vậy chị nhá. Đấy thì chúng ta sẽ đợi thêm quá trình cân bằng lại ra sao. Trước mắt chúng ta sẽ ưu tiên là hồi lên chúng ta sẽ cơ cấu thị trường nhá. Có lẽ hồi lên cũng giá bao nhiêu? Thì em đánh giá thị trường của chúng ta có thể hồi lên vùng giá bên trên này là vùng giá khoảng 1230 điểm bên trên. Đấy 1230 đến 1240 điểm. Đấy thì khi thị trường hồi lên vùng giá bên trên đó thì anh chị em ta sẽ ưu tiên bán ra cho em. Cái cả nó có một trình cân bằng đây chúng ta cũng không được mua chị nhá. Có một trình cân bằng đây chúng ta không mua, đặc biệt là cân bằng với cái vùng thấp. Đấy bao giờ phải xác nhận để vượt lên bên trên đó thì chúng ta sẽ mua cho em, được chưa? Đấy nó giống như dọn trước đây. Khi thị trường của chúng ta bắt đầu xác nhận một cái quá trình là giảm điểm. Đấy anh chị nhá. Nó giống như phiên dịch của ngày hôm nay. Đấy một phiên giảm điểm với cái khối lượng rất là cao đây. Sau đó có thể sẽ đi ngang đây, nhưng cái khối lượng anh chị đi được nó thấp dần. Đấy thì bây giờ thấp dần lại không tốt rồi chị ạ. Đấy thì chúng ta sẽ không được mua chị. Sau đó có thể giảm một cây nữa nó đi ngang đây. Đấy thì anh chị thấy không ạ? Đi ngang với vùng thấp nó lại giảm tiếp. Đấy thì anh chị em ta phải chú cho em nhá. Thị trường sau một cái phiên mở biên ấy thì sau đó có quá trình là tích lũy trở lại những cái vùng nó kiệt dần đi thì đó là một tín hiệu không tốt và chúng ta sẽ không mua cho đến khi nó phải có phiên giá xác nhận vượt lên trên bên trên đó. Anh chị hiểu chưa? Đấy thị trường của chúng ta hiện tại nó cũng đang như vậy. Là thị trường đã có phiên mở biên rồi thì trong những phiên tới thị trường có giao dịch ở đây. Với vùng thấp là không phải là tốt đâu chị em, nó phải bao giờ có phiên xác nhận vượt lên bên trên. Đấy là cái điều mà chúng ta sẽ sử dụng giá khối lượng cho em trong cái phiên tới nhá. Nhớ trong vùng giá 1230 đến vùng giá 1240 là vùng giá mà anh chị em đã sẽ xét để chúng ta sẽ cơ cấu ra những cái mã cổ phiếu vi phạm anh chị nhá. Đấy con dòng cổ phiếu bank thì chúng ta vừa view qua rồi anh chị nhá. Đấy bank thì chúng ta sẽ thấy được nó cái đáy này. Nếu như dòng cổ phiếu của bank ấy mà thủng đáy ở đây là sẽ rất xấu, và khi mà dòng bank thủng đáy ở đây nhá là anh chị em chúng ta dép guốc bao nhiêu chúng ta phải chạy thôi. Bởi vì để mà dòng cổ phiếu bank ấy nó mất đi hỗ trợ ở đây thì rất là mệt mỏi anh chị ạ. Như con cổ phiếu MBB nhá, nó mất đi vùng giá 22. Đây. Mất đi vùng giá 22.8 đây. Sẽ rất xấu, được chưa? Sẽ rất là xấu nhá, cực kỳ là xấu. Đấy mã cổ phiếu CTG
nếu như nó mất đi cái vùng hỗ trợ giá 33 đây là sẽ xấu đấy, và khi dòng cổ phiếu banh nó chỉ cần giảm thêm trong phiên giao dịch của ngày mai ngày kia thôi nhá, đấy, hoặc có chỉ cân bằng nó giảm thêm một cây nữa là khi đó xu hướng thị trường nó sẽ xác nhận vào một nhịp điều chỉnh mạnh đấy, chứ không đơn giản đâu, nên chúng ta vẫn phải đề phòng thị trường sau phiên ngày hôm nay nhá. Đấy thì đối với những cổ phiếu banh đấy, chị hãy chú ý những cái mã cổ phiếu đó để chị xem cái trạng thái đấy. Còn vi banh giảm kinh không ạ? Giảm đúng về đáy luôn đấy, thì những cái mã cổ phiếu dòng banh đã giảm về vùng hỗ trợ đáy rồi thì hỗ trợ này giá bên dưới thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ hồi phục nhá. Còn nhóm ngành banh thì em đã chia sẻ với anh chị em ra từ rất là lâu rồi là em không chơi nhóm ngành cổ phiếu banh đấy chị đó. Banh tăng thì tăng không được nhiều, nhưng nó giảm thì nó sẽ thường giảm rất là sốc đấy, thì chúng ta đánh banh cái tỷ suất sinh lợi sẽ không cao đấy, nhóm ngành cổ phiếu banh chị nhá. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhóm ngành cổ phiếu bất động sản, một cái nhóm ngành mà ngày mai chúng ta nhìn thấy được một cái màu chủ đạo là màu xanh lơ đúng không ạ, làm cho chúng ta cảm thấy thị trường nó quá là ảm đạm. Thì đối với nhóm ngành cổ phiếu của bất động sản anh chị em có thể nhìn thấy được cho em cái trạng thái ngày hôm nay bất động sản nó sẽ sao. Chúng ta sẽ đến với những cái mã cổ phiếu tăng mạnh nhất như mã cổ phiếu TCH trong đoạn vừa rồi. Có phải là chúng ta đã vẽ với nhau cái hình ảnh đây, tức là khi TCH tăng thì chúng ta đừng có mua, bởi vì sau này khả năng sẽ có trình rũ bỏ, thì ngày hôm nay bắt đầu rũ bỏ đúng về cái điểm thấp nhất mà mũi tên chúng ta vẽ ở đây rồi đấy, thì chúng ta sẽ cần quá trình nó cân bằng thêm, mà anh chị em ta cũng chưa nên mua vội đối mã cổ phiếu TCH nhá. Có thể ngày mai con cổ phiếu TCH khi nó rơi về cái vùng hỗ trợ trước đó là vùng giá khoảng 15.6 và 15.7, nó sẽ hồi lên bên trên, nhưng có thể sẽ hồi thêm một phiên nữa đây, và có thể sau đó sẽ có một quá trình giảm tiếp nhịp tiếp theo là hoàn toàn để xa, nên chúng ta đừng mua vội nhá, nó có hồi lên nó sẽ phải test trở lại đấy. Thì anh chị em tại chú trang con cổ phiếu TCH để chúng ta sẽ chờ xem quá trình cân bằng là sao. Còn hiện tại anh chị em ta đang cầm con cổ phiếu TCH nhé, anh chị nào chúng ta mà đang cầm con cổ phiếu TCH mà anh chị em ta đang mua với tỷ trọng cao đấy, mà anh chị mua bên trên đấy thì ngày mai nó có hồi lên bên trên là vùng giá khoảng 15.16.5 chẳng hạn, anh chị em phải bán ra, bởi vì sau đó nó test trở lại và có tốt thì nó đi lên nhá, không nó giảm thủng tiếp. Và khi nó thủng ở vùng giá bên dưới là vùng giá khoảng 15.7 đây là vùng giá anh chị em ta phải bán những cái mã cổ phiếu đó ra, bởi vì sao? Bởi vì khi đó ấy, nó sẽ xác nhận là chị nhá, nó sẽ xác nhận nó sẽ bước vào nhịp giảm số 2, và thông thường ở nhịp giảm số 2 sẽ giảm mạnh hơn nhá. Thì chú trong vùng 15.7 đây, nếu rơi tiếp ấy mà anh chị em ta đu bên trên chúng ta phải bán ra, bởi vì khi nó rơi như vậy có thể sẽ rơi về vùng nền tảng giá đấy, được chưa? Tiếp theo là sẽ đến với những cái mã cổ phiếu như con DG đấy. DG ngày hôm nay cũng rất là may mắn đấy nhá, rất là may mắn là khi chiều nay hàng về thì em bán hết con cổ phiếu DG. Thực ra trong phiên trước em có mua trong cái phiên dịch của ngày hôm 11 tháng 4 đây nhá, đấy 11 tháng 4 mua vùng giá 32.6 đây, thì đến ngày hôm nay nó đang loanh quanh vùng giá khoảng 33, em có kê bán 33.2 ở phiên trưa, em có báo chị khách hàng đến phiên chiều là khi nó vừa mới chớm mất vùng giá 33 đây, em bảo anh chị là bán nốt con cổ phiếu đó thì có giữ được lại cả vốn, và có một phần lãi nhẹ, chứ còn để đến cuối phiên nó sàn thì rất là mệt đấy nhỉ. Thì đối với mã cổ phiếu DG nó sẽ mất nhiều thời gian cân bằng anh chị nhá, DG sau phiên ngày hôm nay nó sẽ mất rất nhiều thời gian cân bằng đấy, và hiện tại cái vùng cản nó sẽ nằm ở đâu đó vùng giá 32 đây. Và với anh chị em đang cầm cổ phiếu con DG mà bị kẹt đấy thì anh chị hãy chú ý vùng giá 32, nếu như ngày mai nó có hồi lên ngay vùng giá 32 là vùng giá anh chị em ta sẽ bán ra cho em, bởi vì sau đó chắc chắn anh chị em ta nó sẽ quay trở lại test này, nó sẽ cân bằng đây chán trên một thời gian thì sau đó mới tăng được anh chị nhá, nó sẽ không thể tăng được ngay đâu, nên chị em ta phải chú ý đối với mã vận động con cổ phiếu DG cho em. Nó giống như gọn trước đây trẻ đấy, khi nó rơi xuống anh chị với vùng cao nó sẽ mất thời gian này, ngày mai có thể hồi này, nó test trở lại này, sau hồi này nó test trở lại đấy, được chưa? Chứ nó không thể tăng ngay được, hay là giống như gọn trước đây trẻ, sau khi nó có những cái phiên giảm điểm mạnh xuống bên dưới thì nó sẽ có trạng thái diện, nó có thể hồi ngày mai này, nó test trở lại hồi này, nó test trở lại nó hồi này đấy chị ạ, tức là nó sẽ không thể tăng được lại ngay mà sẽ có một quá trình là sẽ hồi lên vào test, nên chị em ta cầm mà chị bị kẹt thì chị em ta sẽ canh hạ ra, chẳng như DG sẽ vùng giá 32, được chưa? Hay mã cổ phiếu PDR chị, đấy, đây là một cái mã cổ phiếu cũng giảm sàn rất là mạnh đúng không ạ? PDR thì anh chị có thể thấy được là ngày hôm nay nó đã chính thức rơi về lại vùng nền tảng giá rồi, thì đối với vận động của PDR nó sẽ khá là yếu chị nhá. Khi một cổ phiếu đã vượt lên bên trên mà nó không đánh được đấy, nó rơi về đây thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian nó cân bằng anh chị ạ, mất rất nhiều thời gian để nó cân bằng lại, bởi vì bên trên này sẽ là một cái lượng cung treo lửng rất là nhiều, bên dưới những cái nhà đầu tư người ta đã mua được trước đó người ta cũng sẽ bán ra, thì con cổ phiếu PR sẽ gặp những cái vực cung sẽ cao, và đối với mã cổ phiếu này thì anh chị em ta sẽ chưa mua được nhá. Cái vùng giá mà chúng ta kỳ vọng con cổ phiếu PR lên là vùng giá khoảng 31.1 31.2 đây, có hồi lên bên trên thì anh chị em ta sẽ bán ra cho em nhá, đấy chúng ta đợi quá trình test thì chúng ta sẽ mua đấy. Cổ phiếu bất động sản thì sau phiên ngày hôm nay nó sẽ tương đối là yếu và chúng ta sẽ hạn chế mua ngay và đợi quá trình cân bằng cho em. Những cái mã cổ phiếu như HDC anh chị ạ, nó cũng giảm rất là sâu như vậy về vùng nền tảng giá bên dưới rồi thì tôi chúng ta sẽ tạm thời là bỏ qua anh chị ạ. DG thì ngày nay giảm tiếp nhịp tiếp theo thì khá là yếu anh chị. Đấy thì DG trước mắt nó có hồi lên trên vùng giá khoảng 19.1 19.2 đây, sẽ vùng giá anh chị em ta sẽ bán ra cho em nhé, 19.1 19.2 đấy, 19.1 cộng trừ nhé. Đấy nên chị em ta lưu ý cho em đối với cái trường hợp vận động con cổ phiếu DG đây. Đấy con sell nó giảm rất là mạnh, giảm sàn luôn chị. Đấy thì cũng khá là rủi ro đối với mã cổ phiếu sell để chúng ta
không nên chơi nữa chị nhá. Đấy bây giờ có hồi lên bên trên này chúng ta sẽ bán ra thôi. Đấy thì trước mắt chúng ta sẽ kỳ vọng nó hồi lên được khoảng giá 21.1 21.2 đây. Sau nó cân bằng chán C đây thì chúng ta mới có thể kỳ vọng lên được anh chị nhá. Hay cái mã cổ phiếu trong dòng bất động sản, chúng ta có thêm cái mã cổ phiếu mà Novaland có nhiều anh chị em ta đang chú ý. Đấy chị thấy không ạ? Nó cũng giảm rất là mạnh về vùng nền giá bên dưới rồi thì đối với mã cổ phiếu của Novaland ấy, hiện tại nó sẽ có cái vùng hỗ trợ ngắn hạn là vùng giá khoảng 3.16 đây. Đấy, nếu như trong những phiên tới nó giảm mất đi vùng giá 16 thì anh chị em chúng ta có thể là bán ra. Đấy phải bán ra. Còn nếu như nó hồi lên bên trên, đấy, nó hồi được lại vùng giá khoảng 17.2 đây thì chúng ta cũng sẽ canh bán ra cho em nhá. Vì nó có hồi lên bên trên nó sẽ cân bằng còn chán anh chị ạ. Với cái trạng thái con Novaland ngày hôm nay nó sẽ rất là lâu thời gian vì nó đã có những cây tiền vào. Đấy, nhưng mà tiền vào chị nó gãy hết cả cây tiền vào rồi. Tức là những cái lượng cung bên trên này sẽ rất là nhiều. Đấy có sẽ rất là nhiều nhà đầu tư người ta muốn bán ra thì để một cổ phiếu Novaland đi lên này đánh giá rất là khó trong thời gian ngắn này nhá. Đấy thì chúng ta sẽ xử lý cho em. Đấy là dòng cổ phiếu của con bất động sản. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dòng cổ phiếu của chứng khoán, một cái dòng mà có nhiều anh chị em chúng ta đang quan tâm. Thì dòng chứng khoán ngày hôm nay thì có một số cái mã cổ phiếu vẫn tốt, có một số cái mã cổ phiếu sẽ yếu đi, chẳng hạn như con cổ phiếu của SD đây. Em đánh giá nó sẽ yếu đi hơn sau phiên dịch của ngày hôm nay. Bởi vì cái trạng thái giảm điểm của nó đã tạm thời mất đi cái ngưỡng hỗ trợ vùng giá khoảng 36 đây rồi. Nhớ chị em mất đi vùng giá 36 rồi thì bây giờ sẽ trở thành vùng kháng cự. Thì nó có hồi lại vùng giá 36 là vùng giá mà anh chị em ta có kẹp bên trên thì chúng ta sẽ bán ra cho em. Được chưa? Đấy, được chưa anh chị? Đấy, anh chị chú cho em con cổ phiếu SD nhá. Và sau phiên ngày hôm nay SD nó sẽ phải mất thời gian cân bằng rất là lâu. Và trong trường hợp xấu nó có thể hồi lên bên trên nó sẽ rũ tiếp nhịp tiếp theo là điều bình thường nhá. Thì đối với bản thân em cầm con cổ phiếu SD ngày hôm nay cũng đã hạ được tương đối của nó trên vùng giá bên trên. Đấy vùng giá khoảng 3 khi nó bắt đầu chấm chấm thôi, vùng giá khoảng 36.8. Đấy vùng giá 34 đây. Thực ra là chỉ mất lãi thôi. Đấy nhưng mà em sẽ bán ở đây thì cuối phiên nó giảm sàn luôn chị. Giảm rất là kinh đúng không ạ? Thực sự anh chị em ta đến con cổ phiếu SD nó mà còn sàn ấy thì thị trường của chúng ta nó cũng sẽ gặp những cái sự rung lắc quá là mạnh rồi. Nhá chị nhá, chị chú ý trong cổ phiếu của SD thì chúng ta sẽ xem trong phiên dịch của ngày mai sẽ ra sao. Đấy nhưng cơ bản là em đã hạ con cổ phiếu SD bớt đi rồi. Đấy vào vùng cản nó hiện tại vùng giá 36 nhá. Mua chứ mua được bất kỳ các mã cổ phiếu nào. Đấy VND khá là yếu và ngày mai rơi như vậy thì thôi bỏ qua này. HCM thì chúng ta có thể nhìn thấy được ngày mai có một trạng thái là test trở lại vùng đáy trước đó thôi. Là test trở lại vùng giá khoảng 26.9 27 đây anh chị nhá. Đấy thì hy vọng là con cổ phiếu con HCM nó sẽ ngừng rơi vùng giá hiện tại, bởi vì anh chị có thể thấy được ngày hôm nay cái vốn bán con cổ phiếu HCM nó cũng không phải là cái vốn bán quá là cao mà nó mang tính là nhà đầu tư bán một cách FOMO theo thì đúng hơn. Anh chị có thể nhìn thấy được cái đáy trước đó đây. Và ngày hôm nay cái vốn nó còn thấp hơn. Đấy chị được. Đấy thì kỳ vọng ngày mai sẽ bắt đầu hồi phục trở lại. Nó sẽ quay lên bên trên từ trên chị. Đấy, mã cổ phiếu HCM thì em thấy nó vẫn đang ổn thôi nhá. Mã cổ phiếu HCM sẽ xấu khi nó mất đi vùng giá khoảng 26.9 27 đây thì anh chị em ta sẽ bán ra. Còn nếu như nó vẫn giữ bên trên đó thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ được cái mã cổ phiếu HCM nếu chị có vị thế tốt rồi. Đấy, CTS hiện tại thì nó cũng chỉ là phiên nó giảm trở lại và đang trong cái vùng nền tảng giá đây thôi. Đấy thì CTS ngày nay bán vuông cao sẽ mất thời gian cân bằng trở lại hơn anh chị nhá. Sẽ mất thời gian cân bằng đây. Còn anh chị em ta sẽ bán nếu như con cổ phiếu con CTS mất đi vùng giá 35.5 đây, tức là cái vùng hỗ trợ này chị nhá. Đấy thì khi đó anh chị em ta sẽ bán ra cho em. Còn để con cổ phiếu SSS CTS hồi lên vùng giá bao nhiêu thì em view trước mắt con cổ phiếu CTS có thể sẽ hồi lên vùng giá khoảng anh nhá, khoảng giá 40 ở bên trên anh chị ạ. Đấy. VCI ngày hôm nay cũng có một trạng thái là giảm điểm test lại vùng đáy trước đó và ngày hôm nay cái vốn bán của nó cũng phải là quá là cao. Thì hy vọng ngày mai con cổ phiếu VCI sẽ hồi phục lên bên trên và lấy được lại vùng nền tảng giá đây. Sau cân bằng và sau chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ đi lên ở cái đoạn tiếp theo anh chị nhá. Đấy là mã cổ phiếu của con VCI em thấy ngày hôm nay giảm điểm nhưng vốn bán không quá là cao thì đây là một trạng thái tốt để chúng ta có thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục anh chị ạ. Đấy em mã cổ phiếu FTS ngày hôm nay cũng là một phiên nó test trở lại đáy đây thôi nhá, test trở lại đáy thôi. Đấy và nếu chúng ta muốn tham gia thì nó có hồi phục lên bên trên này, sau nó có quá trình nó test trở lại thì chúng ta sẽ tham gia nhịp sau. Nhìn cơ bản thì con cổ phiếu FTS để mà bảo xấu thì em cũng chưa thấy nó xấu hoàn toàn, nhưng cơ bản thì chúng ta sẽ thấy được nó sẽ mất thời gian cân bằng đây nhá chị nhá. Đấy thì FTS có thể hồi lên vùng giá bao nhiêu thì em view trước mắt có thể FTS nó sẽ hồi lên vùng giá khoảng 59.5 ở đây nhá chị nhá. Đấy, tức là nó sẽ có cái vùng cản đây chị. Đấy thì có thể trước mắt nó sẽ hồi lên vùng giá 59.5 ở đây. Đấy được chưa anh chị em ta, mà có anh chị ta đu bên trên cao thì chúng ta phải xem xét cái vùng giá đó để chúng ta sẽ cơ cấu ra cho em anh chị ạ. Đấy SHS thì ngày hôm nay rơi vô cao như vậy sẽ mất nhiều thời gian cân bằng anh chị nhá, mất rất nhiều thời gian cân bằng đấy. Đấy đấy là lý do vì sao ngày hôm nay em bán ở vùng giá 19.2 19.3, tức là em thu hồi vốn về, lãi thì không được nhiều đâu nhưng mà thu hồi về. Anh chị thấy không, những cái mã cổ phiếu như VIX dạo này nó quá là yếu anh chị, nó yếu quá. Đấy ngày hôm nay chúng ta phải kê cái lệnh bán ngay vùng giá khi nó mất vùng giá 18.9 anh chị. Đây là vùng hỗ trợ mà chúng ta sẽ phải bán ra rồi, bởi vì ngày hôm nay nó đã mất được vùng hỗ trợ đó rồi anh chị nhá. Đấy chúng ta sẽ bán ở đây. Đấy với vốn cao như vậy sẽ mất thời gian cân bằng. Nhìn chung là sau phiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đợi các cái dòng cổ phiếu cân bằng mà chúng ta phải xử lý nếu như có một trạng thái là hồi phục trở lại anh chị ạ. Đó là điều cần thiết nhất trong giai đoạn hiện tại nhá. Cơ cấu lại danh mục của mình nó thực sự ổn đã. Đấy chúng ta sẽ view thêm những ngành cổ phiếu của thép xem ngày hôm nay sẽ sao.
thép thì đầu phiên anh chị thấy được nó kéo tăng rất là tốt đúng không chị, nhưng mà anh chị ta mà đua ngày hôm nay một cái là cuối phiên chúng ta gặp ngay với lệnh đặt rất là mạnh sàn và môn cao đấy, thì đối mã cổ phiếu của NKG nó cũng rơi về vùng hỗ trợ trước đó rồi, hy vọng rơi về đây sẽ có trạng thái phục hồi nhá, nhưng mua thì thôi, nhưng anh cổ phiếu thép thì chúng ta vẫn thấy nó rất là yếu đấy. Còn cổ phiếu con HPG thậm chí nó còn gì gãy đi cả vùng nền tảng giá đây rồi, rất là xấu anh chị nhá, rất là xấu đối mã cổ phiếu HPG sau phiên ngày hôm nay rồi, khi mà nó có một phiên dòng tiền to ở đây ngày hôm nay đánh sập hoàn toàn cái đó rồi đấy, thì nó sẽ khá là xấu nhá, mất thời gian cân bằng đấy. Hoa sen thì chúng ta cũng nhìn thấy được một cây sạc đấy, đối mã cổ phiếu hoa sen đấy thì trước mắt chúng ta sẽ có cái vùng giá, nó sẽ là vùng giá khoảng 22.2-22.3 đây để nó có thể cân bằng được, thì anh chị em ta sẽ chờ đợi thêm cho em. Nhìn chung là sau phiên dịch của ngày hôm nay thì anh chị em chúng ta sẽ cần đợi các cái mã cổ phiếu có quá trình cân bằng lên bên trên. Tất nhiên là anh chị em ta đang cảm thấy rất là buồn anh chị em cũng buồn anh chị em cũng buồn với anh chị em ta, em cũng rất là lo chị em, chứ không phải hoàn toàn là cảm thấy tự tin, bởi vì cái danh mục của mình cũng có những cái mã cổ phiếu ngày mai mới về cơ đấy, thì em hiểu phần nào được cái tâm trạng của anh chị em chúng ta hiện tại, thì chúng ta sẽ bình tĩnh trong phiên dịch của ngày mai, và em đang kỳ vọng ngày mai có thể sẽ có nhịp hồi để anh chị em ta sẽ hạ bớt cái phần tỷ trọng ra, cho bớt các lực tài khoản, đợi thị trường cân bằng trở lại để chúng ta có thể đánh cái vòng mới anh chị em. Chúng ta không nên cố chấp với những cái mã cổ phiếu anh chị em ta đã bị vi phạm những điểm bán, để chúng ta gì sau này nó mà rơi mạnh chúng ta sẽ rất là khó, chúng ta sẽ xử lý anh chị em đấy. Thế anh chị em chúng ta sẽ gì sẽ ngày mai quan sát, anh chị có thể tham gia vào Zoom cộng đồng của em nhé. Cái Zoom cộng đồng thì em có đặt cái link ở bên dưới phần mô tả video đây, hoặc là bên dưới cái phần bình luận của video đấy, thì em có đặt hai cái link đó, thì anh chị em đã tham gia trong hai đường link đó, anh chị nhập giúp em mật khẩu là 123456 thì em sẽ duyệt anh chị em cho tham gia vào Zoom, hoặc là anh chị em chúng ta có thể là tham gia vào hệ thống khách hàng của em, nếu chị có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc là TCBS, em sẽ báo anh chị em ta cụ thể cái thời điểm anh chị bán ra sao, điểm mua của những cái mã, điểm bán của những cái mã cổ phiếu cụ thể anh chị nhá, và sẽ chia sẻ với anh chị em cho cái xuống thị trường trong những tới khi nó bắt đầu tích cực trở lại. Và anh chị em chúng ta rất mong chị hãy ủng hộ em bằng việc anh chị hãy like video cũng như là ký kênh, để những video tiếp theo anh chị em ta sẽ là người cập nhật đầu tiên. Và anh chị em ta có nhu cầu ứng tuyển nhân sự tại công ty chứng khoán VPS thì anh chị em chúng ta có thể là xem chi tiết cái video của ghim phần đầu tiên trên kênh của em đấy, chị cảm thấy phù hợp thì chị liên hệ để anh chị tham gia đồng hành cùng team của em trong thời gian tới. Rất hy vọng chúng ta sẽ có cơ duyên để đồng hành cùng nhau anh chị nhá. Đấy, thì về chúng ta sẽ kết thúc cái video ở đây, thì hy vọng là anh chị em chúng ta sẽ thực sự là bình tĩnh đối với thị trường, và chúng ta sẽ đưa ra những quyết định mua bán tốt trong phần tới anh chị nhé. Đấy, thì ưu tiên trước mắt chúng ta sẽ là cơ cấu danh mục của mình và hạn chế tối đa về cung mới cho đến khi thị trường có tín hiệu cân bằng. Cảm ơn chị, chúc anh chị em ta sẽ có những phiên tiếp theo đưa ra những quyết định mua bán thực sự là tốt.